Ở vòng loại vào buổi sáng thì thành tích của Bùi Thị Nguyên là tốt nhất, 13 giây 460. Nhưng đó chỉ là kết quả ở vòng loại thôi. Bên cạnh hai vận động viên của Việt Nam là Huỳnh Thị Mỹ Tiên và Bùi Thị Nguyên, Indonesia cũng có hai đại diện là Emilia Nova và Dina Aulia. Philippines có hai gương mặt là Pragin và Escoton. Malaysia có Azif Fasavrin và Thái Lan có Chao Pak Pang. Trong đó đáng chú ý là vận động viên của Malaysia, Azif Safarin. Đây là cô gái sinh năm 2008. Thậm chí là còn chưa tròn 15 tuổi. Năm 556 là vận động viên Bùi Thị Nguyên của Việt Nam, còn vận động viên Mỹ Tiên có số đeo 555. Chung kết 100m rào nữ, và hai vận động viên của Việt Nam đang bước đi rất nhanh. Sẽ là một vàng và một bạc cho Điền Kinh Việt Nam ở nội dung 100m rào nữ. Và có vẻ người về đích đầu tiên là Mỹ Tiên. Mỹ Tiên là người đã về đầu tiên.